Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi, đang công tác tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Sau đây em xin trình bày bài báo cáo về chăm sóc răng miệng phòng viêm phổi HIT ạ. Như các quý vị đã biết ạ, viêm phổi HIT là một dạng thường gặp của viêm phổi xảy ra khi một lượng lớn dị vật lạ từ miệng, hầu, từ dạ dày đi vào phổi và gây tổn thương phổi ạ. Viêm phổi HIT nếu không được điều trị thích hợp sẽ dẫn đến áp xe phổi, giãn phế quản, suy hô hấp cấp, thậm chí là tử vong. Theo các tác giả, một số tác giả trên thế giới thì tỷ lệ mắc và tần suất viêm phổi HIT tăng theo tuổi, đặc biệt là những người tuổi cao, nam giới, trên những người bệnh có bệnh đồng mắc như trào ngược, dịch vị dạ dày, rối loạn thần kinh, mất tỉnh táo và ăn qua sông dạ dày. Theo một số các nghiên cứu khác thì trên những bệnh nhân có vệ sinh răng miệng kém và sử dụng những thuốc như là thuốc trầm cảm, thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế bài tiết nước bọt cũng là một yếu tố nguy cơ dẫn đến viêm phổi HIT. Có từ 30 đến 69,6% người cao tuổi ở các nhà dưỡng lão mắc bệnh viêm phổi HIT. Theo một số nghiên cứu thì chăm sóc răng miệng hàng ngày có tác động không chỉ ngăn ngừa viêm phổi HIT mà còn có tác dụng đến thẩm mỹ, bệnh lý khoang miệng, giúp người bệnh phòng tránh các bệnh lý khoang miệng, tăng cảm giác thèm ăn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Về khái niệm chăm sóc răng miệng thì các tác giả trên thế giới đã đưa ra rất nhiều các khái niệm định nghĩa về chăm sóc răng miệng. Theo tác giả Ring năm 2002, ông định nghĩa chăm sóc răng miệng là hoạt động hàng ngày của mỗi con người giúp duy trì sức khỏe răng, miệng, lợi và môi. Theo tác giả Ueda năm 2005, được định nghĩa chăm sóc răng miệng được định nghĩa toàn diện hơn là ngành khoa học và công nghệ nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống bằng việc phòng chống các bệnh khoang miệng, tăng cường sức khỏe răng miệng và phục hồi chức năng răng miệng. Trong khuôn khổ bài báo cáo thì em sẽ xin phép báo cáo về nội dung làm sao để người bệnh có một khoang miệng sạch sẽ, phòng chống các bệnh lý khoang miệng. Còn về nội dung liên quan đến phục hồi chức năng răng miệng, xin phép được tìm hiểu và báo cáo ở những phiên sau ạ. Tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ người bệnh nhập viện tuổi cao, có bệnh lý kèm theo và cần phải thở máy rất cao, nên nguy cơ mắc bệnh viêm phổi HIT rất cần được phòng tránh. Mỗi người bệnh ở tại trung tâm đều được tư vấn, giáo dục chăm sóc răng miệng đúng cách. Nhiệm vụ của mỗi người điều dưỡng không chỉ đơn thuần là đánh răng cho người bệnh, mà còn phải phát hiện những vấn đề răng miệng và lập kế hoạch chăm sóc phù hợp. Đối với những người bệnh hạn chế vận động, liệt chi, hôn mê, thở máy thì cần có kế hoạch chăm sóc răng miệng phù hợp. Và đặc biệt, tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai hiện đang áp dụng hai phương pháp chăm sóc răng miệng cho người bệnh là chăm sóc răng miệng thông thường và chăm sóc răng miệng đặc biệt. Trước khi đi vào từng phương pháp chăm sóc răng miệng, em xin đưa ra một số lưu ý về cách đánh răng, sử dụng các dụng cụ cạo lưỡi và chỉ nha khoa. Phần lớn các người bệnh khi nhập viện đều được đánh giá cách đánh răng, và theo nghiên cứu của tại Trung tâm Hô hấp thì các người bệnh hầu hết là sẽ đánh răng thường bỏ sót, và nhiệm vụ của mỗi người điều dưỡng cần phải hướng dẫn cho người bệnh các bước đánh răng như trải mặt ngoài của hàm trên, trải mặt trong của hàm trên, trải mặt trong răng cửa hàm trên, trải mặt nhai của hàm trên, trải mặt nhai của hàm dưới, trải mặt trong và trải mặt ngoài và trải mặt nhai của hàm dưới ạ. Việc sử dụng dụng cụ cạo lưỡi và chỉ nha khoa cũng góp phần rất lớn đến làm giảm thiểu các ổ vi khuẩn ở trong khoang miệng, giúp phòng viêm phổi HIT. Phương pháp chăm sóc răng miệng tập trung vào 4 mảng chính, đó là đối tượng áp dụng là những đối tượng nào, thứ hai cần chuẩn bị những gì, chuẩn bị của người điều dưỡng, chuẩn bị bệnh nhân, chuẩn bị dụng cụ, thứ ba là quy trình kỹ thuật tiến hành như thế nào, thứ tư là những tai biến có thể xảy ra trong quá trình chăm sóc răng miệng cho người bệnh và cách xử trí các tai biến. Thứ nhất là phương pháp chăm sóc răng miệng thông thường được áp dụng trên những người bệnh tỉnh táo nhưng không đi lại được, áp dụng trên những người bệnh cần sự trợ giúp của nhân viên y tế trong việc chăm sóc răng miệng, không áp dụng đối với những người bệnh đang trong tình trạng nặng, nguy kịch, người bệnh đang co giật, người bệnh hôn mê, chưa được đặt nội khí quản. Về các dụng cụ chuẩn bị thì cần chọn những loại bàn chải mềm, nhỏ,
khăn mặt, cốc nước, chậu nước nhỏ, kem đánh răng, nước súc miệng, găng tay, tấm lót, thuốc bôi, glycerin, chỉ nha khoa và cạo lưỡi. Về quy trình kỹ thuật, đầu tiên người điều dưỡng cần chuẩn bị mặc trang phục thường quy, đội mũ, đeo khẩu trang. Thứ hai là giải thích cho người bệnh tầm quan trọng của việc vệ sinh răng miệng, cách đánh răng đúng. Thứ ba, người điều dưỡng sẽ đánh giá tình trạng toàn trạng của người bệnh, đánh giá toàn trạng của người bệnh, đánh giá tình trạng răng miệng, các niêm mạc môi, niêm mạc miệng, đánh giá tình trạng viêm nếu có. Nếu người bệnh có môi khô, người điều dưỡng có thể sử dụng glycerin trước khi hỗ trợ vệ sinh răng miệng cho người bệnh. Bước thứ tư là chuẩn bị dụng cụ, đặt tư thế người bệnh. Nếu người bệnh có thể ngồi được, trong phương pháp chăm sóc răng miệng thông thường này thì thường để người bệnh ngồi. Nếu người bệnh không ngồi được thì có thể cho người bệnh ngồi dựa và sử dụng các dụng cụ hỗ trợ. Bước thứ năm, hướng dẫn kỹ thuật cho người bệnh. Để các dụng cụ ở trong tầm tay của người bệnh, dễ trong tầm với. Bước thứ sáu là hỗ trợ vệ sinh răng miệng cho người bệnh. Ở đây nhiệm vụ của người điều dưỡng đó là sẽ lấy nước để hỗ trợ lấy nước, lấy kem đánh răng và nước súc miệng cho người bệnh. Sau khi người bệnh thực hiện vệ sinh răng miệng, người điều dưỡng sẽ đánh giá lại tình trạng răng miệng, thu dọn dụng cụ và rửa tay ghi phiếu chăm sóc. Ở phương pháp chăm sóc răng miệng thông thường này thì cái nhiệm vụ của người điều dưỡng quan trọng nhất là phải hướng dẫn được cho người bệnh tầm quan trọng của vệ sinh răng miệng và cách đánh răng đúng ạ. Thứ hai là phương pháp chăm sóc răng miệng đặc biệt thì đối tượng áp dụng rất là khác. Đối tượng áp dụng là trên những người bệnh liệt sau phẫu thuật, gãy chi trên, người bệnh nặng, thở máy, hôn mê. Các tai biến có thể xảy ra trong quá trình chăm sóc là xây sát niêm mạc miệng, chảy máu, để rơi dị vật vào đường thở như là răng giả, gạc và sạc nước. Để giảm thiểu các tai biến này thì người điều dưỡng cần phải giải thích kỹ cho người bệnh nếu người bệnh tỉnh táo, các động tác thực hiện nhẹ nhàng, thành thạo, theo dõi người bệnh trong suốt quá trình quá trình chăm sóc, đánh giá lại khoang miệng sau khi kết thúc. Xử trí tai biến thì nếu đối với những người bệnh có xây sát chảy máu niêm mạc miệng, cần phải rửa sạch vị trí ấn gạc chảy máu, lấy dị vật ra, sử dụng máy hút. Chuẩn bị dụng cụ thì đầu tiên chuẩn bị dụng cụ gồm có bộ dụng cụ thay băng, cốc nước, dung dịch súc miệng. Tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai thì sử dụng dung dịch kin là chlorhexidine 0,12%, hệ thống máy hút đờm, găng tay, tấm lót, thuốc bôi, canuin và đè lưỡi. Về quy trình kỹ thuật, chuẩn bị điều dưỡng. Thứ hai là giải thích cho người bệnh nếu người bệnh tỉnh táo. Thứ ba là đặt hệ thống hút áp lực. Bước thứ tư là chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị bộ dụng cụ thay băng, chăm sóc và chuẩn bị những canuin, đè lưỡi. Nếu đối với những bệnh nhân chưa kiểm soát được đường thở, bệnh nhân không phối hợp thì có thể kết hợp dùng đè lưỡi và canuin. Thực hiện đánh răng cho người bệnh thì đánh răng sẽ dùng banh kẹp để kẹp dung dịch kim đậm đặc, sẽ đánh đầy đủ các mặt của răng như mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của từng bên, từ bên trái qua bên phải, từ trên xuống dưới để tránh bỏ sót. Bước thứ 7 là rửa răng. Rửa răng thì sẽ dùng dung dịch kim là chlorhexidine 0,12% pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1. Sau đó sử dụng hệ thống hút đờm để hút sạch nước súc miệng. Bước tiếp theo là bôi glycerin cho người bệnh. Bước cuối là đưa người bệnh về tư thế thích hợp, rửa tay ghi phiếu chăm sóc. Trong toàn bộ quá trình chăm sóc răng miệng đặc biệt cho người bệnh, thì người điều dưỡng cần phải theo dõi sát tình trạng người bệnh, lắp monitor theo dõi, hệ thống hút đờm cần phải được chuẩn bị kỹ càng để tránh cho người bệnh bị sặc nước, rơi dị vật vào đường thở. Đây là một số sai sót trong quá trình chăm sóc răng miệng cho người bệnh thường gặp,
Đó, thứ nhất là đầy đủ nhận định không đầy đủ tình trạng của người bệnh, như là người bệnh có răng giả không được tháo ra, môi khô, lưỡi bẩn, không đặt người bệnh ở tư thế thích hợp. Thứ ba là thao tác không đúng kỹ thuật, động tác mạnh, kẹp gạc không đảm bảo, nhúng gạc với nhiều dung dịch, vệ sinh không đúng trình tự và bỏ sót. Thứ tư là không vệ sinh lưỡi, vòm má. Cuối cùng là không tháo răng giả cho người bệnh. Kết luận, chăm sóc răng miệng là một kỹ thuật chăm sóc rất là quan trọng, cần được áp dụng hàng ngày để phòng tránh bệnh lý răng miệng. Chăm sóc răng miệng kích thích nước bọt, phản xạ nuốt, ho để làm giảm tình trạng viêm phổi hít đáng kể. Nên kết hợp phục hồi chức năng để kiểm soát đường thở, nâng cao chức năng nuốt và phòng tránh viêm phổi hít. Trên đây là toàn bộ bài báo cáo của em liên quan đến chăm sóc răng miệng phòng viêm phổi hít. Rất là kính mong ban chỉ tọa và quý đồng nghiệp góp ý để những bài chăm sóc sau được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ạ.